Thưa quý vị và các bạn, những người phải rời bỏ quê hương ra vùng mỏ để làm phu mỏ cho Pháp rất vất vả, cực nhọc, nên họ gắn bó với nhau khăng khít, đùm bọc lẫn nhau. Họ không chỉ quan tâm đến những người cùng cảnh xung quanh, mà những người đã khuất do tai nạn cũng được bà con hương khói ân cần. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe phần tiếp tiểu thuyết lịch sử Bể Than Đông Bắc của tác giả Đặng Huỳnh Thái qua giọng đọc Thủy Trà. Chị này còn trẻ, chưa có con, nói rằng tôi không bao giờ thấy anh ấy về. Rõ ràng hôm ấy là buổi trưa, nhớ chồng, nhớ cái lần hai đứa ôm nhau vật lộn trên đống than, rồi thích thú cười một mình. Lúc đầu còn nhỏ, sau to dần, quay sang thấy nhà bên cũng cười, nhà khác cũng cười. Cả lán chờ chồng cười vang trời. Cái cười này khác lắm, không ra nước mắt, không vui mà buồn rười rượi. Thế rồi lăn ra quằn quại, thèm khát điều gì khó tả. Lúc này người nhà quê đổ thóc vào cối, say tít mù, nhảy xuống ao vớt bèo, chẳng biết để làm gì. Chúng tôi chỉ ước nhảy xuống lò ngập nước, ôm lấy chồng cho thỏa thích. Thế đấy chú ạ, à, nghe các bà các chị ấy kể mà đau từng khúc ruột. Sao đời khổ vậy? Sớm hôm sau, lúc ra về, tôi phải đốt đống giấm với bổ kết để cho nó lành, thằng bé đỡ quấy khóc. Soạn khẽ chấm nước mắt, nói với bà Vấn, chị chỉ đường để em vào xem vợ chồng thằng Sự nó sống ra sao. Bà Vấn vội nói, tôi dẫn, đằng nào cũng mang ít thức ăn và lá tắm cho mẹ con nó. Nghe tin tơ đẻ và đang trú ở mãi xa, không vào được. Bà con ở làng Đoài, Lán Nam, người chục trứng gà, người cân gạo, người vài lạng mật, gửi chú Soạn mang vào, gọi là chút tình nghĩa quê hương. Cô Trâm bảo để cô dẫn, đi đường tắt gần hơn. Mỏ Mông Dương và lán chờ chồng, cô còn lạ gì? Thì ra, bố Trâm cũng là một trong số những người chôn vùi trong lò nước. Hai mẹ con Trâm bỏ lán chờ chồng về quê Đầm Hà, đào run biển, bắt mỏ quạ kiếm sống. Mẹ ốm yếu, mắc bệnh sốt rét, người ta bảo đại dịch sốt rét, không ai chữa và cũng chẳng có tiền mà chữa. Chỉ uống vài viên ký ninh vàng rồi chết. Trâm lớn lên trong côi cút, theo người làng đi làm phu mỏ. Chả biết sao, người cứ béo ra, chỗ nào cũng nung núc, toàn thịt là thịt. Người thì bảo ăn nhiều cá ót kho hế, tức kho khí. Người thì bảo giống bố, trong người có tới quá nửa phần là tính đàn ông. Thôi kệ, Trâm chẳng giống phu mỏ chút nào. Các nhà báo Tây, Tàu đều né tránh, chỉ săn lùng những người gầy gộc, hốc hác, dơ xương sườn chụp ảnh. Đăng báo đấy mới là cu li mỏ. Sức lực như vậy, Trâm đã làm cho chàng lực hôm ấy mệt nhoài, thua đứt tăng cuối, vào lò, chu lên cuỗi lợn, ngủ một giấc mới hoàn hồn. May cai tăng không bắt được. Soạn và Trâm mải miết đi vừa rì rầm to nhỏ. Trâm bắt chuyện, sao anh chưa lấy vợ? Soạn, cô cũng biết à? Trâm khoa chân múa tay, đàn ông ở cái mỏ này, em biết hết, ai bao nhiêu ký, ai đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành, không qua được mắt em đâu. Lại còn cái trò tán gái lừa lọc, em cho chật đường ray, ngay lập tức, gái mỏ mà. Soạn nhún vai cười, nghe đã sợ, còn ai dám lấy nữa. Trâm, thật đấy, anh cứ bập vào mà xem. Bà Vấn lụt cụt theo sau, sốt cả ruột. Bà cố vượt lên, cầm áo Trâm kéo lại. Bà khẽ nói, để Soạn không nghe thấy. Nói gì thì nói, ở cái mồm, còn cái mắt, đừng có nhìn vào đũng quần thằng đàn ông. Ngồi quán nước, chúng nó kháo vậy, tao gạt đi. Giờ thì đúng thật, mắt mày làm sao thế?
Trâm thản nhiên cười. Bà ơi, bà không biết đâu. Thợ lò bẩn, mặt mũi đen sì, nhưng cái ấy đẹp lắm bà ạ. Thiên đường của chúng con đấy. Bà vẫn khuyên giải. Lại còn tội này nữa. Cái gì cũng muốn hơn. Thích sai người khác. Sau này làm vợ người ta. Như thế không được đâu con ạ. Trâm, ối giời ơi. Không vậy, họ đè đầu, đè cổ ấy à. Củi tre dễ nấu. Chồng xấu dễ sai mà bà. Mẹ cha chị. Bà vẫn đấm thùm thụp vào lưng Trâm. Đã đến nhà. Sự gãi đầu, gãi tay. Nhận ra lỗi của mình là không kịp báo cho ông trẻ soạn. Mọi người chắc cũng hiểu, không ai chê trách gì. Lúc cấp bách, sự cư xử như thế là đúng. Bây giờ, cần phải thận trọng hơn. Cái tên Chí Dưỡng dần dần rồi cũng lộ. Cai Phùng vẫn còn căm cả hai vợ chồng. Vừa mất ba thỏi vàng, vừa mất cả phu. Nó sẽ theo đuổi đến cùng. Cai Quyến chết, nó còn muốn mở nắp quan tài để lấy vàng, huống chi là mình, dân cu ly. Soạn khuyên, cháu đi rừng ít thôi, trên hồ nước Ba Ra, ngày đêm có nhiều lính canh, bảo vệ nguồn nước cho cả vùng. Lơ ngơ vào đấy là nó bắt, trên đỉnh núi Mông Răng, lính Pháp xây lô cốt, quan sát tất cả ngả đường vào mỏ. Từ xa có bóng người đi qua cột mốc. SFCT là nổ súng, không cần biết là ai. Sự băn khoăn, cháu cũng chỉ còn vài chỗ hẹn, lấy cho họ rồi nghỉ, ở nhà khâu nón và làm áo tơi cũng kiếm được ạ. Trâm bày tất cả quà cáp của bà con lán nam xa nhà, nói oang oang, của ít lòng nhiều, tình người là chính, chúng mày không phải băn khoăn, ăn đi cho khỏe. Hết tao mang cho con Hà, con Hầu, nấu cháo, nhiều sữa lắm. Từ nằm trên giường, ngóc đầu ra nói. Cháu cảm ơn ông, cảm ơn bà và chị. Nhiều thế này, cháu khó nghĩ quá. Chị bầu mang mấy cái nón và áo tơi ra khoe. Đây chú xem, từ nó khéo tay lắm. Bụng mang dạ chửa mà ngồi suốt ngày đan lát. Cái nón to rộng vành, chắc chắn. Đội vào là mát. Áo tơi, áo bao gai, ấm đáo đẻ. Cái nón của phu mỏ thật lạ. Tư nghĩ ra thật giỏi. Không giống nón quay thao, không giống nón của thím Ba Tàu. Có cái núm ở đỉnh đầu, to rộng, đến 4 thước ta, cao 1 gang tay. Bên trong giữa đỉnh đầu có vòng nhỏ chụp khít. Quay nón ghì chặt, tha hồ mà đẩy xe gòn trên tầng cao. Gió bão cũng phải chịu. Có thầy ký từ trên Hà Nội ra tận đây mua hơn chục chiếc nón, áo tơi, áo cói, áo bao tải về trưng bày ở Viện Viễn Đông Bắc Cổ. Người ta thì muốn khoe áo len, áo giả Ba Đờ Duy, áo dài, áo gấm mà có được trưng bày đâu. Mình chỉ vậy thôi mà khắp quả đất biết, sướng thật. Trâm thấy hay hay, mua liền mỗi thứ chục cái mang về cho bà con họ hàng. Riêng của Trâm phải đặt cái to đùng mới mặc vừa. Bà vẫn bảo cứ treo ở cửa hàng bún riêu nhà bà. Rét mướt đến nơi rồi, ai mà chả cần. Chị bầu nhắc khéo. Xin bà và cô kín tiếng cho, kẻo Sở Cẩm nó biết. Mọi người gật đầu. Biết rồi thằng Tây nó không chỉ bóc lột người nông dân nghèo mà còn triệt hết tài hoa thủ công mỹ nghệ, đẩy người An Nam về thời kỳ đồ đá để dễ bề cai trị. Trâm gói tất cả hàng hóa vào bị, lấy lá chuối phủ lên. Ông trẻ soạn loay hoay đặt tên cho cô Tí. Thôi cứ gọi là Sơn, cho nó nhớ nơi sinh ra, nhớ ơn sự đùm bọc của bác bầu. Sơn ra đời, ông trẻ soạn lên chức cụ. Bà vẫn tắm cho cháu xong, đưa cho cụ bế chắt. Toàn thân chắt, tỏa ra hương thơm, đơn sơ, đậm đà tình thân. Hơn hẳn mùi nước hoa Coco Chanel. Phấn rôm Shiseido Barbie của Pháp, hăng hắc, càng ngửi càng tránh xa. Hai mắt chắt nhắm nghiền, mồm trúng chím đòi bú. Yêu quá, yêu ghê, Trâm lại nghĩ đến mình. Chắc 9 tháng nữa, thằng thợ lò bé con sẽ ra đời.
Hôm ấy, lực hiến tặng nhiều lắm. Biết đâu lại lòi ra hai thằng thợ lò cũng nên. Kiểu gì thì kiểu, cũng phải dạy cho nó, không được nói bậy, chửi bậy trong lò, như bố. Cô Sơn tỉnh giấc, òa khóc, giúp vú mẹ. Bà Vấn hỏi, từ hôm đốt vía, nó có quấy khóc lắm không? Tơ bế con, khẽ ru, cô Sơn mồm ngậm vú, mắt nhắm nghiền, khẽ nói, vẫn thế bà à, hay giật mình, khóc thét lên đòi bú. Bà Vấn hiểu, những câu chuyện truyền miệng ở lán này, nói qua, nói lại, đã trở thành đất dữ. Ngay trong vườn nhà chị bầu, có 7 ngôi mộ của người bị nạn ngập lò, trông như 7 mô đất. Chị bảo ngôi thứ nhất là của chồng chị, ngôi thứ hai của kỹ sư Lambert chỉ huy đào lò. Còn 5 ngôi kia, vợ con đã nhận rồi. Có một lần quan đại lý dân sự Camphamin Bonnet đến đòi mang cốt của kỹ sư Lambert quy tập về bãi tha ma người Tây, đâu tận ngoài đào cát vàng. Cũng may, trước đó chị đã san bằng 7 mô đất, trồng lên 7 cây trúc đào, đánh dấu cho từng mộ. Lá trúc đào rất độc, hoa lại đẹp, đỏ rực quanh năm, ngăn được ma tà rắn rết. Tất cả việc này chỉ một mình chị biết. Hôm quan đại lý Bonnet đến, chị dãy này kêu ầm, không có, không chỉ cho nó biết. Hú vía, nó bà đào lên, lấy cốt ông Lambert thì động, cốt chồng chị nằm sát đó, mất toi, và những người kia cũng lung tung, biết đâu mà tìm. Sau đó vài lần, nó trở lại, nhưng chỉ cầm thuấn, chọc lung tung. Từ đó, hàng ngày chị hương khói cho tất cả, kể cả ông Tây Lambert. Cảm động, đứng trước 7 cây trúc đào đang nở hoa đỏ rực, soạn thắp hương cho đồng nghiệp, cầu cho các oan hồn thanh thản về cõi vĩnh hằng. Bà Vấn tung 2 đồng trinh lên đĩa, xin âm dương. Bà vui vì 2 đồng cùng cười. Cháu Sơn sẽ hay ăn chóng lớn. Trâm ngồi bệt xuống đất, vật vã khóc. Giờ đây bố đang ở đâu? Dưới lò sâu ngập nước, hay là trong số những người chưa biết tên kia? Bố về báo mộng cho con đi, bố ơi. Bà Vấn và chị bầu đỡ Trâm dậy. Chú Soạn an ủi. Thân xác ngâm dưới nước hay ở đâu rồi cũng tan biến. Linh hồn bố mới là vĩnh cửu. Lúc nào cũng ở bên cháu, luôn luôn dạy bảo và dìu dắt cháu. Chị bầu làm được điều phi thường như thế này là linh hồn chồng chị mách bảo. Kẻ thù hung ác mấy cũng chịu thua mà cháu. Lệnh cấm không cho nhau đội than trong lò đã làm sản lượng than của lò Lộ Chí tụt hẳn. Tháng này may ra chỉ bằng 1/3 của tháng trước. Than tụt thì lãi tụt, gạo tụt, nhưng phu nó chẳng cần. Đại lý Mai Quỳnh đã cứu trợ, có nhà giam 7 yến, làm sao mà chết đói được. Xưa nay cứ lấy gạo làm đòn bẩy, đói thì phải đi làm, no cóc cần ở nhà chơi cho sướng. Bọn cu ly đâu có nghĩ sâu xa, làm ra của cải để xây dựng quê hương đất nước hùng cường. Mà các người đến là khó bảo, thân phận cai ký, trên đe dưới búa. Hôm nọ, mấy thằng cai ký kéo nhau lên, kêu với ngài chủ nhất Hamza Thomas. Ngài quát, nếu không làm được sẽ sa thải, hết vía, cắp đuôi về thẳng. Cai tăng nghĩ mà sầu, trăm thứ bà dằn đổ lên đầu. Lò đã thiếu người, kỹ sư Karim Richard thi công hệ thống cầu Portic bốc rót than xuống tàu ở Campaport, lại lấy người đi học lái Portic. Kỹ sư Simon biết ông Vấn từ khi đang làm trong lò, đưa ra lắp máy ở hệ thống trục số 2, nên mách cho kỹ sư Richard. Ông Vấn nhiều tuổi một tí, nhưng khỏe và chín chắn. Thằng Hào nhanh nhẹn thông minh. Hai bố con lúc nào cũng nâng niu hòn than. Than cục bán được giá cao, chứ cái bọn cu ly khác vớ được là đập. Cục biến thành cám, tụt xuống mấy giá, nhiều mà hóa ít. Lúc đầu cai tăng làm cao, sau Richard đành phải trả gấp đôi giá mua phu bình thường. Hắn lý giải,
lái cần cầu trên cao hàng chục mét, quay đi quay lại, nâng lên, nâng xuống, nhìn xuống dưới, nhìn ra biển. Tâm không vững, hoa mắt là lăn đùng ra đấy. Kiếm được người như ông Vấn, vừa khỏe vừa chín chắn là hiếm. Này kỹ sư Simon, cai tăng đành chịu, thôi thì lời được ít tiền. Cục hay cám, thua thiệt vào túi chủ mỏ, chứ mình được quái gì. Được tiếng khen, ho hen chẳng còn. Sáng nay, kỹ sư Simon cho chạy thử trục. Đầu phía trên, Trâm và hai cô trong tổ đầu đường, được chọn là khỏe mạnh tháo vát. Đẩy 8 xe gòn than đầy vào xe bàn, khóa chặt. Bác Tài Hoan điều khiển, trục chạy, xe bàn nặng xuống, kéo xe bàn nhẹ từ dưới lên. Gần tới điểm dừng, khóa xe bàn bật chốt. Hai xe than tung ra ngoài, ầm ầm lao thẳng xuống, đè chết hai người đang đứng chờ ở vị trí đón xe than ra và móc xe không vào. Sự cố kinh hoàng, những tiếng thét vang lên, cai tăng tái mét mặt. Kỹ sư Simon ôm đầu gục xuống xe than, ầm ầm hốt hoảng, im lặng sợ hãi, rồi lại ầm ầm cứu chữa. Hai cô gái trẻ nát bét. Xe gòn từ trên cao bay xuống như quả tạ trời giáng, máu trộn trong than, than bám chặt da thịt, người ta phải tắm gội cho thơm tho mới đặt vào quan tài. Cuộc sống của các cô hàng ngày đã khổ cực, khi tai nạn đau đớn đến cũng nên để mọi người nhìn họ với hình hài đẹp đẽ hơn. Cả lò lộ trí nghỉ việc, xếp hàng dài theo xe đòn tiễn đưa người quá cố ra bãi tha ma phô mỏ, khe cát. Lính sở hùng hộ trói Châm, Bác Tài Hoan và hai cô gái đầu đường đưa về đồn. Kỹ sư Simon vội vã cấp gặp lên trình chủ mỏ. Hội đồng khoa học cấp tốc nhóm họp. Sau khi xem xét tất cả mọi mặt, từ thiết kế thi công đến thiết bị, kết luận lại, tại thiết bị có độ an toàn chưa cao. Khi quá tải chốt an toàn tự mở, gây ra sự việc khủng khiếp này. Bản kiến nghị sẽ được gửi về Pháp, kiện nhà máy sản xuất thiết bị nâng kéo. Ngay lập tức, chủ nhất Thomas gặp gỡ đại diện phô mỏ lộ trí do Lực dẫn đầu. Thông ngôn bình trọng dịch lại rằng, ông Thomas xin nhận tất cả lỗi về mình, đền bù thiệt hại cho gia đình nạn nhân, mỗi người 20 đồng Đông Dương và 2 yến gạo, thả 4 người đang giam giữ, cấp cho mỗi người 1 yến gạo. Ông ấy kêu gọi mọi người trở lại làm việc, ai vào việc nấy. Đường trục số 2 tiếp tục hoàn thành công việc cuối cùng. Từ nhà bàn giấy chủ nhất Thomas ra, Lực và mọi người kéo nhau đến sở cầm, đón 4 người đang bị giam giữ về. Trâm nói oang oang, sai thì bảo là sai, đổ vấy cho người khác là thế nào? Máy móc cũ rích từ 8 rãnh, còn mua về lắp, may mà chạy thử, chứ thật thì còn ối người chết. Ai đó thêm vào, nó đâu cần biết cũ hay mới, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Lòng tham dẫn đến việc sử dụng tất cả mọi thứ, kể cả bạo lực để chiếm lấy cái mình muốn. Bác Tài Hoan, thâm niên nghề chạy trục nói, tao chưa bao giờ thấy vụ tai nạn này, kinh khủng quá, như quả bom nổ, than tung bụi mù. Quán bún Bà Vấn đông nghịt, ồn ào bàn tán đủ chuyện. Cái chết của hai cô gái thật đau lòng. Một cô tên là Vấn, một cô tên là Xuyên. Hai người cùng ở tỉnh Nam Gia. Cô Xuyên ít tuổi, chưa có người yêu. Cô Vấn đang yêu chủng cùng quê, phu lò lộ trí. Hai người đã bàn định chắt chiu, gom góp tiền, cuối năm, nhân dịp nghỉ Tết, về quê ra mắt nhà gái, rồi tổ chức cưới luôn, cho đỡ tốn kém. Xong việc, vẫn ở lại trông nom mẹ già. Nếu thuận, chủng ra làm lò, không thì ở nhà làm mộc. Những tay thợ lành nghề như chủng, ở làng, đứa thì chết đói, đứa thì phiêu bạt, tha phương, đâu còn mấy. Chủng có hoa tay, chạm trổ được các vì kèo nhà gỗ cổ truyền, con rồng, con phượng.
trồng giường đấu sen rất mềm mại, thanh thoát. Đâu làm đình, làm chùa, nhà thờ cũng mời. Tốp thợ làng đoài có tiếng. Rồi giặc Pháp về, các hương lý làng o ép người nghèo, bỏ làng đi làm phu mỏ, phu đồn điền. Nghề thủ công mỹ nghệ cũng biến mất. Đã nghèo, lại càng nghèo thêm. Cơm không đủ ăn, lấy tiền đâu mà xây đình, xây chùa. Thôi thì không làm to, thì làm nhỏ, đóng cái giường, cái chõng, cũng có việc. Thế mà, mình định không bằng trời định. Một đòn giáng xuống như sét đánh, chủng điên tiết chửi ầm lên. Bà Vấn khuyên giải, chuyện đã rồi, nói đi nói lại cũng vậy. Mình nói mình nghe, chứ chúng nó có nghe đâu. Nén lại cháu ạ, lấy sức mà đi làm. Vâng, chủng buồn buồn nói, cháu chờ 3 năm nữa sang cát, sẽ mang nhà cháu về quê. Sống đã không có quê, chết bỏ xác đất khách quê người. Tuổi quá bà ơi. Cuộc đời này sao khổ vậy? Chết rồi cũng không có chỗ để cắm nén nhang. Cái chỗ của ai cô nằm, ở lán đàn bà, thuê của cai phùng, nó đâu có chỗ để bát nhang. Sau này ai dám thuê nữa? Cảnh đời của chủng cũng vậy. Thương quá, bà Vấn cắt 2 khúc cây chuối, làm 2 bát nhang, đặt lên hòn đá to ở gốc cây si trước cửa. Ngày 2 bữa, bà đặt lên củ khoai bắp ngô, lúc thì nắm cơm bánh đúc, cúng 2 cô. Hàng ngày ai đi làm qua cũng sẽ vào thắp hương sụt sùi khóc. Hôm cúng thất tuần 2 cô, cả lán nghỉ việc, tất cả chung tay lo sắm lễ. Chủng xuống từ sớm, sửa lại ban thờ, kiếm hòn đá to hơn, bằng phẳng để đồ lễ cho đàng hoàng. Người thì góp gạo, hoa quả, thịt cá. Gì thì gì cũng phải chạy vậy, mua được con gà, đĩa xôi, gạo nếp khó lắm. Đâu có ai bán. Mặt hàng gạo do sở mỏ độc quyền từ lâu rồi. Trông phải vào mãi làng động mới mua được 5 ký. Có con gà, đĩa xôi đối với phu mỏ, thế là sang lắm rồi. Cả đời làm phu, nếu không chết thì có bao giờ được ăn những thứ này? Không có thầy, không có sư, bà vẫn ngồi chủ lễ, tay gõ mõ, bà tụng kinh cầu an, cầu siêu, cho oan hồn 2 cô siêu thoát, về cõi vĩnh hằng. Cả sân kín đặc dâm san, đọc theo lời bà vấn, A-di-đà Phật, lại 9 phương trời, 10 phương Phật. Không biết kẻ nào đã loan tin đến tai cai tăng. Đang bận đãi kỹ sư Simon và thông ngôn bình trọng, đánh chén thịt chó nhà tài đoá giải hạn. Hắn sai vợ theo cu lít đến lán Nam thị sát. Thấy đông người hoảng hốt, nhưng nghe mọi người tụng kinh Phật, cầu siêu cho oan hồn. Bà cai tăng không dám bỏ chạy, làm vậy sợ trái điều Phật dạy. Ở nhà, tối tối bà vẫn tụng kinh niệm Phật. Bà hiểu, làm tốt 100 điều Phật dạy, mà sai 1 điều, coi như mất hết. Thiện ác ở trong tâm, cách nhau 1 sợi tóc. Bà chắp tay trước ngực, lặng lẽ đến ban thờ 2 cô, đặt lên đĩa 2 đồng xu mới. Trâm nhìn thấy, tươi cười, lấy 5 quả ổi, đưa cho bà cai, nói nhỏ, lộc Phật và lộc 2 cô, bà cầm về cho ông nhà, cho kỹ sư Simon và cháu Vi Hoa. Bà cai tăng ngỡ ngàng, đứng trước mặt Trâm chắp tay, Nam Mô Bồ Tát Đại Bi, Quan Thế Âm. Bà cai tăng và tên cô lít cúi đầu đi về. Vừa đi, bà cai tăng vừa ngẫm nghĩ. Một lần đi lễ chùa Hương, được nghe Hòa Thượng, Đại Lão Thích Chí Nhậm giảng Phật Pháp Quan Thế Âm. Hòa Thượng nói, Quan Thế Âm là ai? Quan Thế Âm chính là ta, chính là người biết làm điều thiện, biết xóa bỏ hận thù, rộng lòng vị tha, nói lời yêu thương. Thì ra, Trâm và phu mỏ là vậy. Nan man nghĩ, bà về đến quán tài đoá, vừa đi lễ Phật, có hơi thịt chó, bà không muốn vào. Nhưng cai tăng nhìn thấy,
đã vẫy tay gọi. Bà chia cho mỗi người một quả ổi, chỉ nói là lộc Phật. Nói lộc của hai cô, họ lại vặn vẹo. Bình trọng đút ngay vào túi áo vét, mang về cho cô Trịnh. Simon ăn nhồm nhoàm khen, quả gì của An Nam cũng ngon. Cai Tăng nói, có bà ở đây tôi nói luôn, chúng tôi vừa quyết phải làm lễ cưới con Vi Hoa cho kỹ sư Simon ngay. Giản tiện thôi, Simon không có gia đình ở đây, ta làm là chính, 90 đến 100 mâm là được, bà hiểu chưa? Đại sự phải về nhà chứ, trốn quán xá thế này mà được à? Bà Cai nổi giận, ừ thì cứ dập dạp thế. Bà Cai lè nhè, bà Cai đùng đùng bỏ về, mặc kệ. Lễ tuần thất cho hai cô xong, mọi người mới ớ ra. Hai bát hương bây giờ đặt ở đâu? Chả lẽ cứ để ngoài trời mưa gió thế này sao? Tội nghiệp. Ông Vấn bèn nghỉ làm ở cầu Bóc Tích một buổi, để xây cái miếu nhỏ dưới gốc cây si, làm nơi thờ phụng hai cô. Đẹp quá, nghiêm trang quá, lúc nào cũng khói hương nghi ngút. Những bông hoa rừng tươi thắm xếp kín từ trong miếu ra ngoài. Bà cô ông Mãnh là thiêng lắm, ai có việc gì đến cầu xin là linh nghiệm. Từ các bà buôn thúng bán mẹt phô lò phô tầng, đến các bà cai ký giám thị muốn xây nhà làm cửa lấy chồng, cưới vợ cho con, đều đến đây cầu xin xem ngày, xem tháng cho toại nguyện. Từ đó người ta gọi là miếu hai cô. Cuộc đời đến là hay, lúc sống là cô ly, lúc chết là thánh, là thần. Trâm nghĩ như vậy, cười thầm, sướng. Bãi Tha Ma khe cát, có hàng nghìn ngôi mộ của cô ly oan hồn như vậy. Chưa thấy hóa thành thần, thành thánh, để về vặt cổ kẻ gây ra tội ác. Chúng ngồi bên mộ hai cô, Xuyên và Vấn cầu khẩn. Hôm nay, ba người ra thắp hương cho hai cô, bác Vấn và anh Soạn kéo chồng cùng đi xem các phần mộ trong bãi Tha Ma khe cát. Gọi là khe cát nên mỗi mùa mưa nước từ trên các sườn đồi chảy xuống bào mòn, có chỗ trồi cả tiểu sành ván gỗ ra ngoài. Bia mộ chẳng có, biết đâu mà tìm. Câu ca dao sống làm phu mỏ, chết bỏ gốc sim là vậy. Bác Vấn bảo trong kinh Địa Tạng đã dạy, bãi Tha Ma dù có vắng vẻ hoang tàn với những ngôi mả, nấm mộ loang lổ mới cũ, lô nhô thấp cao như một xóm vắng, nơi đó là những cuộc sống, những mảnh đời muôn màu, vạn vẻ của thế giới nhân sinh đã vĩnh hằng chấm dứt. Hài cốt nằm trong lòng đất, còn hương linh thì đang an trú trong sự coi sóc của các thiện thần, du dạo hay tu học ở những cảnh giới lành. Có những hương linh đang trên con đường hành Bồ Tát Đạo, có hương linh đã về nơi Phật Quốc, có những hương linh đã trở thành những hạt sáng lấp lánh, chờ một mầm sống mới được tạo lập, rồi gửi thần thức vào mầm sống đó, để lại nối tiếp vòng quay của bánh xe sinh tử, luân hồi. Dù hương linh đang làm gì ra sao, thì nghĩa trang nghĩa địa vẫn là khoảng lặng của những hoài niệm buồn vui, của sự ngậm ngùi nhớ thương, xen lẫn xót xa nuối tiếc. Nơi này còn được gọi là cõi âm, cõi ai cũng phải đến, chốn ai cũng phải về. Dù ở cảnh giới nào, thì thần thức của người đã khuất luôn hoan hỷ khi được con cháu tưởng nhớ thờ phụng và ghé thăm phần mộ.